Xin chào quý vị và các bạn. Từ trạng thái nắng nóng gay gắt chuyển sang kiểu thời tiết mát mẻ như mùa thu và nhiệt độ hạ hẳn từ 7 đến 10 độ là diễn biến thời tiết tại miền Bắc trong 24 giờ qua. Và lúc này tuy trời nắng nhiều hơn nhưng bầu không khí dễ chịu thì vẫn còn duy trì trên khu vực với nhiệt độ cao nhất ở mức 31 cho đến 33 độ. Nắng nhẹ, râm mát cũng là kiểu thời tiết đang bao trùm toàn thủ đô Hà Nội. Nhiều người đều có cảm giác như trời đang bước vào mùa thu khi không khí dịu hẳn, trời trong xanh mát lành. Ngay cả thời điểm này, giữa trưa thì nhiệt độ cũng chỉ tăng lên đến ngưỡng 32 độ. Đến tối và đêm nhiệt độ hạ về mức 25 độ, trời mát mẻ cả ngày lẫn đêm. Không có sự chuyển biến tích cực như Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra. Chỉ có điều là diện thu hẹp và cường độ nắng cũng có phần giảm bớt. Cụ thể, nắng nóng gay gắt chỉ còn xảy ra ở vùng núi phía Tây từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, với mức nhiệt từ 37 cho đến 39 độ. Khu vực Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng từ 35 cho đến 37 độ. Và cuối cùng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận oi nóng vào trưa chiều với nhiệt độ là từ 32 cho đến 34 độ. Nằm ở Trung Trung Bộ nên thành phố biển Đà Nẵng vẫn có nắng nóng xảy ra. Lúc này nhiệt độ chạm ngưỡng 35 đến 36 độ, chỉ số tia UV ở mức 6 nên quý vị cần trang bị đầy đủ vật dụng che nắng, bảo vệ sức khỏe. Về tối và đêm khi gió biển thổi vào mang theo hơi ẩm sẽ khiến cho tiết trời dịu lại và nhiệt độ cũng hạ về mức dưới 28 độ. Đến với vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ, kiểu thời tiết chủ đạo tại hai khu vực này vẫn là ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rông rải rác. Tuy nhiên trong cơn rông vẫn có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, lúc này tại Tây Nguyên nhiệt độ là từ 31 cho đến 34 độ, còn Nam Bộ dao động từ 32 cho đến 35 độ. 35 độ cũng là mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó về đêm thì nhiệt hạ về ngưỡng 26 độ, thời tiết thuận lợi cho việc phòng chống dịch bệnh và khử khuẩn môi trường sống của người dân. Oi nóng chỉ diễn ra vào trưa chiều. Bản tin thời tiết trưa ngày 5 tháng 6 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại với dự báo chi tiết cho các thành phố lớn trong 24 giờ tới. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!